Người ta thường nói, làm phước thì được phước, hưởng phước thì phước hết. Đó chính là bài học về nhân quả trong đạo Phật Thượng Sách Tấn. Chúng ta được sinh ra làm người, ai ai cũng đều có phước báo cả. Nhưng người phước báo ít mà hưởng thụ nhiều thì làm sao có đủ phước để mà hưởng. Và nếu ta không biết gieo trồng thêm phước báo mà lo thụ hưởng thì phước báo sẽ hết không còn gì. Vì vậy chúng ta thấy trên đời này lắm người muốn hưởng thụ mà không có là do thiếu phước, lại có người đang giàu trở nên nghèo khổ là do hết phước. Sau đây câu chuyện về bài học nhân quả. Một hôm thiền sư Duy Sơn tắm, vì nước nóng quá nên người gọi người đệ tử đem nước lạnh thêm vào. Người đệ tử châm thêm nước lạnh, thấy nước vừa đủ ấm để tắm, còn chỉ chút ít nước lạnh đem ra đổ bỏ. Thiền sư thấy vậy không hài lòng sự phí phạm của người đệ tử nên nói: tại sao con lại phung phí như thế? Trên đời bất cứ sự vật gì cũng có chỗ dùng của nó, chỉ có giá trị của nó không đồng mà thôi. Cứ sao con xem thường giọt nước mà đổ bỏ không đúng chỗ vậy? Một giọt nước nếu con dùng tưới hoa, tưới cây, không những cây hoa thêm tươi tốt mà không làm mất giá trị của nó, tại sao con lại lãng phí đổ đi? Dù là một giọt nước, nhưng nếu biết tận dụng thì giá trị không thể nghĩ bàn. Người đệ tử nghe xong tỉnh ngộ, xin sám hối và xin thầy đổi pháp danh cho mình là Trích Thủy, có nghĩa là giọt nước, để ghi nhớ việc này. Vì sao Trích Thủy trở thành vị hòa thượng cao tăng nổi tiếng, được mọi người tôn kính nhờ vào tinh sâu nhân quả? Ở đời ít ai nghĩ phải làm thế nào để gieo trồng phước đức, mà đa số chúng ta muốn hưởng thụ cho chính mình, nên cái gì của ta thì quý kính tiếc rẻ từng chút, còn của người mặc tình lãng phí vô trách nhiệm không cần quan tâm. Một giọt nước tuy nhỏ nhưng biển cả cũng do những giọt nước gộp lại mà thành. Thiền sư dạy người đệ tử của mình hết sức đơn giản, nhưng ý nghĩa giá trị sâu xa của nó không thể nghĩ bàn. Có lần thầy Trích Thủy dùng giấy trắng để chùi mũi, lần này bị sư phụ quở tại chỗ: con là người hủy phá Phật pháp, không xứng đáng là người tu hành. Do sự nghiêm khắc của thầy đã giúp cho Trích Thủy sau này trở thành một thiền sư nổi tiếng. Chúng ta có được vị thầy như vậy, không sớm thì muộn cũng có thể đóng góp lợi ích cho gia đình và xã hội tốt đạo đẹp đời. Tuy con người sinh ra ở đời là do phước báo, nhưng ta đâu có biết phước của ta có được bao nhiêu mà ta cứ phung phí, không biết tiết kiệm, không lo tạo thêm phước mà thích thụ hưởng. Đến khi phước hết, tai họa ập đến thì làm sao trở tay cho kịp. Nếu chúng ta biết sử dụng phước báo đúng chỗ, phù hợp thì phước sẽ không hết mà còn tăng trưởng thêm. Ngược lại, nếu ta cứ một bề theo thói quen lãng phí, làm tổn hại phước báo thì đến một lúc nào đó phước báo sẽ không còn, ta làm gì cũng không cóc đầu lên nổi, phải chịu khổ đau mà thôi. Phước báo của con người có giới hạn. Nếu ta không biết làm việc thiện lành để tích lũy thêm phước báo, thì dù người nhiều phước báo đến mấy cũng có ngày cạn kiệt. Vì vậy ta phải biết sử dụng phước báo đúng nơi, xài đúng chỗ thì phước báo mới không bị mòn mà càng ngày càng thêm tăng trưởng. Như vị thiền sư dạy người đệ tử, tuy việc rất đơn giản nhưng thật là chí lý về mặt sự, nghĩa là mọi thứ trên đời này đều có giá trị. Ta phải biết tiết kiệm và sử dụng đúng nơi đúng chỗ. Tiết kiệm khác với hà tiện. Hà tiện là bọn xe, chỗ đáng xài thì không dám xài. Ví dụ có của cải cứ ôm cất giữ cho đến hư mục, không dám đem ra giúp đỡ người thiếu thốn khi gặp hoạn nạn. Người sống biết tiết kiệm là người biết tích chứa phước báo. Tiết kiệm là người biết tiêu xài đúng chỗ, đúng cách, không xa hoa lãng phí. Có người thì chỉ biết tiết kiệm của mình, còn của người hay của chung thì sử dụng lãng phí như thế nào cũng chẳng cần quan tâm, hoặc là sử dụng lãng phí mà có lợi cho mình thì mặc kệ, chẳng cần biết đến ai. Số phận con người. Theo quan niệm một số người xưa cho rằng đời sống con người là do đấng tạo hóa hoặc thượng đế hay ông trời sắp đặt. Ai tin và chịu theo các ngài thì được hưởng ân sủng. Ngược lại, ai không tin, không làm theo ý các vị ấy thì sẽ bị đọa lạc. Họ cho rằng con người sinh ra đều có số mệnh định sẵn, đã có sự an bày. Con người khó mà có khả năng vượt qua số phận này.
Vì vậy, họ thường nói số trời đã định, không ai có thể thay đổi được. Nếu nói chúng ta sống trên cuộc đời này, giàu nghèo, sang hèn, như thế nào, đều do số mệnh đã định sẵn, thì con người đều bất lực, phải sống chấp nhận theo mệnh lệnh của đấng tối cao. Thực tế có phải vậy không? Trong khi thế giới hỗn loạn, chiến tranh, binh đao, con người đối xử độc ác với nhau, lại thêm thiên tai, lũ lụt, sóng thần, động đất, nghèo đói, dịch bệnh, chết chóc hàng loạt. Chẳng lẽ đấng tối cao cũng tạo ra những điều ấy, làm cho con người chúng ta phải khổ đau đến thế? Nếu con người và muôn loài đều do một đấng tối cao quyền năng tạo ra, tại sao lại có sự sai biệt và bất bình đẳng trong thế gian này nhiều đến như vậy? Kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, kẻ trắng người đen, kẻ cao người thấp, vân vân. Chẳng lẽ đấng tối cao muốn tạo ra nhiều bất công sai biệt như thế ư? Nếu nói số phận con người không thể thay đổi được, câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta thấy quan niệm ấy không vững chắc và không phù hợp cho kiếp nhân sinh. Xưa có ông thầy tướng số rất giỏi, bói đầu trúng đó. Gần nhà ông có người nông dân nghèo chất phác thật thà. Một hôm vô tình đi ngang qua nhà ông thầy tướng số, trời đổ mưa, người nông dân ghé vào trú mưa. Thầy tướng số nhìn anh kỹ càng từ khuôn mặt cho tới dốc dáng tướng đi, rồi lắc đầu nói: "Số của chú nghèo ba đời." Chúng ta thường hay nghe nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Câu này ý nói không có gì là cố định cả. Nếu nói số phận cố định thì người giàu giàu mãi, người nghèo thì phải cam phận chịu cảnh nghèo, có cố gắng cũng bằng thừa vô ích. Rồi thời gian trôi qua, anh nông dân vẫn đi làm bình thường, vẫn với số phận nghèo túng. Một hôm trên đường về nhà, anh thấy một sợi dây chuyền vàng nằm bên dãy đường. Anh ta nhặt lên rồi suy nghĩ, không biết con sợi dây chuyền này của ai. Nếu mình không thấy, người khác lượm được thì sao? Người bị mất chắc phải đau khổ vì mất nó. Do suy nghĩ như vậy, anh tìm cách trả lại cho người bị mất. Và anh ngồi ngay chỗ đó, chờ người khổ chủ đến tìm mà trả lại. Anh ngồi suốt từ sáng tới chiều, quên cả đói bụng, hy vọng gặp người bị mất. Đến lúc trời vừa chập choạng tối, anh thấy một cô gái vừa đi, vừa nhìn xuống đất, tìm kiếm vật gì, lại vừa khóc sướt mướt. Anh bèn kêu lại, hỏi thăm cớ sự ra sao. Có việc gì đau buồn mà phải khóc như vậy? Cô nói: "Dạ thưa bác, con được chồng sắp cưới tặng một đôi bông tai và một sợi dây chuyền bằng vàng rất quý. Chẳng may trên đường qua đây, sợi dây chuyền bị đứt, rơi mất lúc nào không hay. Nếu không tìm lại được nó, chắc con phải tự tử để khỏi bị bên chồng nghi con đem tặng người khác." Nghe xong, anh nông dân mới hỏi cô về hình dáng, màu sắc của sợi dây chuyền ra sao. Cô gái mô tả đúng như sợi dây chuyền anh đã nhặt được. Anh nông dân liền đưa sợi dây chuyền ra. Cô gái nhìn thấy mừng quá: "À, đây đúng là sợi dây chuyền của con." Anh nông dân trao sợi dây chuyền lại cho cô gái. Nhờ tấm lòng tốt của anh nông dân mà cô gái thoát chết trong tầm tay. Tuy anh nông dân là người nghèo khổ, thiếu thốn, nhưng khi lượm được của rơi, anh không sanh lòng tham lam, vì anh nghĩ rằng người mất của rất đau khổ, nên anh không nỡ lòng nào lấy đi cái của ấy. Nhờ hiểu thấu được lý nhân quả, nên anh nông dân không quản ngại hay tiếc công, sẵn sàng ngồi lại nơi của bị rơi để chờ chủ mất đến để trả lại. Đây cũng là hành động tốt đẹp của người tu theo đạo Phật, không làm điều gì tổn hại đến người khác, dù chỉ trong tâm tưởng. Đức Phật đã hướng dẫn cho ta một nhận thức sống, một sự hiểu biết và sẵn sàng dấn thân, phục vụ vì lợi ích tha nhân. Thời gian thấm thoát trôi qua, anh nông dân vẫn miệt mài công việc đồng áng của mình. Một hôm, anh ghé thăm nhà thầy tướng số. Thấy anh, ông ngạc nhiên nói: "Tướng của chú sắp làm quan rồi." Anh nông dân nói: "Thưa bác, con là một nông dân thuần túy, đâu có tri thức chữ nghĩa gì nhiều mà làm quan. Người làm quan thì phải học cao hiểu rộng, có năng lực lãnh đạo giúp dân giúp nước. Còn con thì chỉ biết cấy ruộng đồng, thì giúp gì cho ai được?" Nhưng thầy tướng số cứ quả quyết: "Tôi từ xưa đến nay xem tướng số chưa đặt bao giờ. Bây giờ tôi hỏi chú, từ ngày chú ghé nhà tôi đến nay, chú có làm điều phước thiện nào không?" Anh nông dân trả lời: "Dạ, con có làm việc phước thiện gì đâu ạ.
Xong, anh chợt nhớ lại. Dạ, mà có lần á, con lượm được một sợi dây chuyền vàng, con đem trả lại cho cô gái. Đó, đó là phước của chú đó. Chú đã thay đổi nghiệp nhân nghèo khổ của mình rồi. Chú sắp làm quan, chú hãy nhớ lời tôi nói nha. Anh nông dân nghe thầy tướng số nói sao hay vậy, chẳng quan tâm gì đến những lời ấy. Về nhà anh vẫn tiếp tục công việc ruộng nương của mình. Đến kỳ dân chúng trong làng được lệnh cấp trên cho chọn người hiền đức để bầu làm xã trưởng, anh được mọi người tín nhiệm và đắc cử chức xã định trưởng. Sau cơn mưa trời lại sáng, bây giờ anh mới thấy lời thầy tướng số nói không sai. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy tướng số cũng không cố định. Nếu cho rằng cuộc sống con người là do trời định, con người sống phụ thuộc vào đấng tối cao, người nghèo sẽ phải nghèo vĩnh viễn. Đằng này, anh nông dân do tâm niệm tốt đẹp, lượm được của rơi, nhưng nghĩ rằng người mất của sẽ bị khổ đau, nên không nỡ lấy mà đem trả lại. Từ đó mà anh nông dân được đổi đời. Biết rằng sự sống của chúng ta rất cần đến tiền bạc của cải, nhưng tiền bạc của cải do chính mồ hôi nước mắt của mình làm ra mà chưa chắc giữ được, huống hồ là lượm của rơi. Giờ có tấm lòng tốt mà anh nông dân chuyển được kiếp nghèo khổ của mình. Khi xưa Phật chưa ra đời, nhiều người tin vào học thuyết định mệnh hay thuyết có một đấng tối cao quyền năng tạo ra tất cả. Ai nào phải chịu như thế ấy suốt đời không hề thay đổi. Nhờ tu chứng với cội Bồ Đề, Đức Phật đã thấy rõ mọi sự sai biệt trong cuộc đời này đều do nhân duyên hòa hợp mà tác thành. Trong vũ trụ này không có một vật nào đơn độc tự có sống. Nếu ai nói rằng có một chủ thể tạo ra tất cả thì ta biết rằng người này chưa hiểu về sự vận hành nhân quả nghiệp báo của vũ trụ. Bởi không thể có cái gì chỉ một nhân mà hình thành. Nếu nói cái gì cũng do trời quyết định thì tại sao có sự bất đồng trên thế gian này? Không ai giống ai. Nếu Thượng Đế có khả năng ban phước giáng họa thì tại sao không ban phước lành đến tất cả chúng sanh? Còn nếu nói rằng số phận đã định sẵn từ trước thì tại sao có người thay đổi được vận mệnh của mình như anh nông dân kia chẳng hạn? Đức Phật có dạy rằng chính sự tạo tác của đấng tối cao mà con người trở nên sát hại, trộm cướp, loạn luân, giả dối, quan niệm phỉ báng, thô lỗ, nhảm nhí, thèm thuồng, khao khát, hiểm độc và hiểu biết sai lầm. Nếu số mệnh đã sắp đặt sẵn, định sẵn thì thật là tai hại vô cùng. Nếu lỡ làm những việc xấu ác thì đổ thừa số phận tôi như thế, không cố gắng vươn lên làm lại cuộc đời. Đạo Phật quan niệm rất thiết thực, không chấp nhận hay đổ thừa cho số phận. Làm cái gì được thì nói nhờ trời, còn không được thì đổ thừa tại trời. Nói như vậy là oan cho trời quá. Người nào quan niệm như thế thì vô tình hại mình, hại gia đình và xã hội. Bởi vì người ấy sẽ không phấn đấu để vươn lên, sống có ích cho cuộc đời, mà rơi vào dị đoan mê tín. Trong khi đó, người đều có khả năng suy luận, nhận xét, tư duy, hiểu biết, có thể thay đổi chuyển hóa tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của mình. Còn nếu ta sống mà không ý chí, thiếu nghị lực, phấn đấu vươn lên, mà cứ bảo rằng có một đấng thần linh có khả năng ban phước hay giáng họa thì thật là mâu thuẫn và bất công. Đạo Phật nói, cái này có, cái này không, cái kia không, tất cả đều nương tựa vào nhau, tùy theo hoàn cảnh mà có đổi thay, thay đổi vô cùng tận. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta giáo lý nền tảng nhân quả nghiệp báo. Mọi hành vi của con người tạo tác trong cuộc đời này sở dĩ có sự khác biệt, không ai giống ai, là bởi do sự quân tập nghiệp của mỗi người không đồng mà cho ra những kết quả khác nhau. Bởi vậy con người khi sinh ra, có người thì cao lớn trắng trẻo dễ thương, giàu có sang trọng, có người sinh ra thì nghèo hèn khốn khổ, bệnh hoạn, đau yếu, bệnh tật. Tất cả đều là do nhân duyên của mình tạo nên. Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn, giàu lòng từ bi, đầy đủ trí tuệ. Ngài luôn tâm niệm làm sao giúp cho mọi người hiểu được hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của cuộc sống bản thân mình. Hiểu được như thế, con người mới có sự bình an và hạnh phúc. Sự ra đời của Đạo Phật đã đem lại giá trị hạnh phúc cho tất cả mọi người. Mọi sự tốt đẹp phải quấy nên hư thành bại đều do chính mình tạo lấy. Không ai có quyền ban phước giáng họa hay sắp đặt số phận con người. Từ xa xưa, con người thường cho rằng con người và vạn vật sinh ra trên cõi đời này đều do một đấng thần linh hay thượng đế tạo ra. Không ai chấp nhận tu tập
theo hướng chỉ dẫn của họ sẽ bị đọa lạc vào chốn khốn cùng khổ đau. Còn ai chịu nghe lời thần linh Thượng Đế thì sẽ hưởng được quả báo tốt đẹp. Đức Phật dạy rằng, trong mỗi người chúng ta, ai cũng có khả năng giác ngộ, khả năng giải thoát. Chỉ vì ta không hiểu thấu đáo sự đúng sai tốt xấu, nên hư thành bại của cuộc đời này, nên đã tạo ra những điều gây hại lỗi lầm. Chính vì thế mà khi ta sinh ra đời, phải chiêu cảm những quả báo xấu xa, đau đớn và khổ não. Đức Phật đã tùy theo căn cơ, tâm tư nguyện vọng của mỗi người mà chia giáo lý ra nhiều loại, nhiều tầng cấp khác nhau cho phù hợp để hóa độ. Ngài khuyên mọi người cần phải biết hướng về Phật Pháp, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, cố gắng giữ cho trọn vẹn năm giới này thì chắc chắn cuộc sống hiện tại và mai sau sẽ được tái sanh trở lại làm con người trọn vẹn thánh thiện. Con người nào biết tu thập thiện với 10 điều răn dạy là không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói lời mắng chửi độc hại, không nói lời chia rẽ, gây sự mất đoàn kết, không nói lời thêu dệt thù oán, làm mê hoặc dụ dỗ người, mà luôn nói lời chân thật, hòa ái, vui vẻ, cởi mở, giúp cho mọi người được yêu thương đùm bọc, chan hòa thông cảm và tha thứ lẫn nhau để bớt đi tánh tham lam, bớt sân hận, bớt si mê, thì chắc chắn mai sau người ấy sẽ được tái sanh vào các cõi trời để được hưởng các phước báo tốt đẹp trọn vẹn. Con người nào tâm thường sân hận, có tâm niệm độc ác giết hại, làm cho người quanh mình đau khổ, mọi loài khốn đốn, thì chắc chắn trong tương lai sẽ bị đọa lạc trong cõi ngục tù, chịu sự hành phạt. Còn người tham lam ích kỷ, bõng xẻng hẹp hòi, luôn làm cho người bệnh hoạn vì đau khổ, hành hà thân xác hoặc chửi mắng người khác, cũng như nặng lời với cha mẹ, chồng tộc, thì quả báo trong tương lai, thân thể bị bệnh hoạn, đau yếu nhọc nhằn, đời sống khó khăn khốn đốn, thiếu thốn trăm bề. Tuy sinh ra là thân phận con người như nhau, nhưng do nhân đời trước mình gieo tạo khác nhau, và trong đời hiện tại mình phải chịu quả báo ấy, nên mỗi người có hoàn cảnh đời sống khác nhau. Còn người mê muội tà kiến chấp trước, không hiểu được đúng sai sự thật của cuộc đời, thì sẽ bị rơi vào các loài súc sanh, sống theo quán tính, nghiệp tập, tùy theo sự chiêu cảm rơi vào quả báo loài nào, thì phải chịu trả quả suốt đời suốt kiếp, không cưỡng lại được. Chúng ta được sanh ra làm người là rất hạnh phúc, bởi vì chúng ta có đầy đủ phương tiện, có tư tưởng, có tư duy, có hiểu biết, có nhận định đúng sai, có thể tìm hiểu, học hỏi giáo lý chân thật một cách chân chính, tin tưởng rằng chính mình có khả năng an lạc, giác ngộ sự thật, hiểu được chính mình gieo tạo những nghiệp tốt hay nghiệp xấu ác và quả báo của các nghiệp ấy về sau như thế nào. Chúng ta tin tưởng chắc chắn như thế nào và mọi hành động đều hướng về sự tốt đẹp, thì chắc chắn trong tương lai ta sẽ đạt được những kiếp tái sanh được trọn vẹn, đầy đủ phước báo thù thắng. Nói về nhân quả, chúng ta phải biết rằng nhân quả có nhiều dạng, nhiều loại, cho nên người ta thường nói nhân nào quả nấy là vậy. Có loại nhân quả gần, tức là khi ta làm điều gì thì có kết quả liền trong hiện tại, không phải chờ đợi lâu xa. Thí dụ khi ta đang đói bụng, ta ăn cơm vào thì quả liền được no, hoặc ta đánh trống thì nghe được âm thanh của trống ngay trong tức khắc. Có những thân, nếu ta gieo trồng hiện tại, có khi ta phải trả quả trong một thời gian dài, trong 5 năm hoặc 10 năm, hoặc là vài chục năm mới chiêu cảm được quả báo. Còn có những nhân ta gieo tạo đời này, thì một đời, hai đời, hoặc vô số kiếp về sau, thì quả mới đến được. Nhân quả rất đa dạng và phức tạp. Chúng ta là những phàm phu mắt thịt, không thể nào nhìn thấy hết tất cả tiến trình chi phối của luật nhân quả nghiệp báo. Là Phật tử, tu theo đạo Phật, chúng ta phải thận trọng trong từng lời nói, từng hành vi của mình tạo ra trong từng ngày từng giờ. Ta phải thường xuyên suy xét quán niệm, soi sáng chính mình để không vấp phải lỗi lầm. Chúng ta phải biết soi xét bản thân và tự đặt ra những câu hỏi: tại sao mình sanh ra trong đời này phải mang thân phận nghèo đói, khổ sở, khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật? Tại sao người kia sanh ra lại được giàu sang hạnh phúc, vân vân? Mình phải nhận biết đâu là nhân tốt, đâu là nhân xấu, hoặc đâu là quả tốt, đâu là quả xấu. Biết được rõ ràng chính xác như vậy, ta mới tin tưởng giáo lý của Đức Phật và giáo lý chân thật, thật sự có khả năng giúp được con người thoát được những phiền não, bức bách trong cuộc đời. Chỉ vì do chúng sanh mê lầm, chấp trước, mà ngày nay sanh ra phải chịu sự xấu xa, đau khổ mà thôi. Vì thế, người Phật tử đến với Tam Bảo, đến với Phật Pháp, chúng
chúng ta phải tin tưởng rằng Đức Phật cũng chỉ là một người như tất cả mọi người trên thế gian. Ngài cũng là một con người sinh ra bằng xương, bằng thịt, cùng lớn lên và sinh sống như chúng ta. Nhưng Ngài có điều kiện sinh ra trong dòng tộc tôn quý, có cả cung vàng điện ngọc, có cả thần dân thiên hạ. Đó là địa vị mà người thế gian ai cũng hằng ao ước. Nhưng tại sao Ngài lại từ bỏ tất cả để ra đi tìm chân lý? Ngài tìm chân lý, giải thoát và mở lòng từ bi rộng lớn để hóa độ chúng sanh thoát khỏi khổ đau sanh tử luân hồi. Ngài đã giúp đỡ giáo hóa chia sẻ làm sao cho mọi người trong hiện tại được sống trong an lạc hạnh phúc. Do vậy, Phật tử chúng ta tin tưởng Đức Phật là người có khả năng vượt qua được sanh già bệnh chết, thì chúng ta cũng là một con người như Đức Phật, chúng ta cũng có thể làm được. Giáo lý Đức Phật rất đa dạng và cao siêu. Ngài chia ra làm hai loại: loại cho những người muốn tích lũy phước báo, tu tập nhân lành, nhân tốt để được sanh trở lại đời dài làm người, sanh vào các cõi trời được hưởng phước báo thù thắng, thì theo lời dạy của Ngài tu tập theo hạnh giữ gìn năm giới hoặc tu thập thiện. Còn người nào nhận thấy được trong cuộc đời này là cả một quá trình khổ đau, thân này phải chịu sự chi phối của nhiều phương tiện, hạnh phúc thế gian tuy có nhưng chỉ tạm bợ thoáng qua mà thôi, vì ta thiếu hiểu biết, thiếu tu tập. Vì thế Đức Phật đã chỉ cho chúng ta phương pháp tu tập thứ hai để được giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. Tuy vẫn sống trong hiện tại, trong cuộc đời này, nhưng ta không bị sự chi phối của các phương tiện dục lạc như tài, danh, sắc, thực, thùy, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ yên. Tuy Ngài cũng giống như tất cả mọi người, nhưng Ngài không bị ràng buộc, không bị dính mắc, không bị nhiễm sự xấu ác của thế gian và không bị những thứ ấy chi phối đời sống của Ngài. Chúng ta là người Phật tử, cần phải bắt chước đạo hạnh tốt đẹp, tôn quý của Ngài. Nếu ta chưa đủ khả năng tu tập hạnh giải thoát trong đời hiện tại, thì ta phải thật sự tu tạo những hạnh phước báo, tự mình chiêm nghiệm, soi sáng và tự hỏi tại sao mình có mặt trên cõi đời này. Ta nhìn lên, so sánh mình với người khác, ta cảm thấy quá bất hạnh vì khốn khó, vì bệnh tật. Đó là do ta không hiểu biết sâu sắc về cuộc đời, về sự thật của kiếp người mà thôi. Ta phải hiểu vì nguyên nhân nào ta khốn khổ, bệnh hoạn, đau yếu, cũng chỉ vì nhiều đời trước đã có hành động sát hại lẫn nhau, cũng vì do loài người chấp trước cho rằng mọi sinh vật sinh ra trên đời này là để phục vụ và cung cấp vật thực cho con người. Vì vậy mà con người lấy việc giết hại sát sanh để phục vụ nuôi sống bản thân mình, và những hành động sát sanh này gây nên những oán thù oan gia chồng chất. Ngày nay chúng ta phải trả, phải chịu bệnh tật khổ đau. Đạo lý nhà Phật dạy rằng tất cả mọi loài, mọi người hay mọi chúng sanh hiện hữu trên cõi đời này đều có sự sống, có sự chết bình đẳng như nhau. Chỉ vì mê muội chấp trước làm những việc xấu ác, phiền lụy tội lỗi nên phải bị đọa lạc vào các loài súc sinh. Loài người có ưu thế hơn các loài vật là có tư tưởng, có hiểu biết, vì muốn tìm cầu bồi bổ cho thân này, do bản ngã chấp trước tự nghĩ mình là ta, là tôi, là loài thượng đẳng có quyền. Còn trời sinh loài vật là để phục vụ cho con người. Do đó con người tìm cách giết hại các loài động vật để nuôi sống, bồi bổ thân mình. Chính vì thế mà gây đau thương tan tóc cho mọi loài từ kiếp này sang kiếp khác không hề dừng tay. Ngày nay người nào đã lỡ tạo nghiệp ác mà giờ đây phải chịu những quả báo như bệnh hoạn, đau yếu, tàn tật, thiếu thốn, khó khăn, thì phải cần sám hối, tụng kinh niệm Phật, tìm mọi phương pháp trong hiện tại này để chuyển hóa các nghiệp xấu mà ta đã gây tạo trong những đời quá khứ. Và trong đời hiện tại mình đã lỡ gây tạo nhiều điều gì không tốt, thì ngay bây giờ ta phải sám hối và phát nguyện, từ nay đến trọn đời trọn kiếp về sau, ta gìn giữ cẩn thận từ thân khẩu ý của mình, quán xét những lời nói, ý nghĩ, những câu xúc chạm, nếu thấy có hại cho mình và cho người thì ta gìn nghĩ không làm. Đồng thời phát nguyện nói năng hành động làm việc có tính chất phục vụ cho mình, cho người, cho đời sống hiện tại được nhiều lợi ích và cho mọi người, mọi loài được an vui, hạnh phúc. Nhân quả không cố định. Nói đến nhân quả là nói đến những hành động chúng ta tự làm, tự tạo ra. Làm lành được phước lành, làm ác chịu khổ đau. Đó là một sự thật hiển nhiên mà Đức Phật đã chỉ dạy. Trong Kinh A Hàm, Đức Phật đưa ra ví dụ rất hay. Có một nắm muối, nếu ta bỏ vào ly nước nhỏ thì sau khi hòa tan ly nước sẽ bị mặn, ta không thể dùng được. Cũng cùng một nắm muối đó, ta bỏ vào một lu nước lớn, tuy có nắm muối nhưng vì nước quá nhiều
nên nước trong lu chỉ mặn ít, ta có thể dùng xài hoặc giải khát được. Còn nắm muối này đem bỏ vào một dòng sông, tuy có nắm muối bỏ vào, nhưng nước của dòng sông quá nhiều, vì vậy nắm muối không thể chi phối được, ta có thể xài bình thường. Nhà Phật ví dụ nắm muối là nghiệp xấu ác, còn dòng nước là nghiệp thiện lành và khả năng tu tập của mỗi người. Vì vậy, nhà Phật thường nói rằng, tuy nhân nào quả nấy, nhưng nhân quả do hành động của mình tạo ra, từ thân, miệng, ý, thì cũng từ chính mình có thể thay đổi, chuyển hóa được. Cũng như trước kia, lúc còn nhỏ, quý vị chưa biết hút thuốc, uống rượu, cờ bạc. Đến khi lớn lên, hòa vào đời sống cộng đồng, quý vị thấy người ta làm điều đó, quý vị bắt chước một vài lần. Từ đó, quý vị cũng biết hút thuốc, biết uống rượu, biết cờ bạc với ai vậy. Đến thời gian sau này, quý vị đến chùa học đạo, biết tu tập, quý vị biết rằng đây là những nguyên nhân nghiệp tập không tốt đẹp sẽ làm hư hại thân mình, dẫn đến bệnh tật, đau yếu, làm cho vợ con, người thân trong gia đình lo âu, mất đi niềm hạnh phúc. Khi quý vị biết rõ đây là những nguyên nhân xấu, thì từ ý thức của chính mình, quý vị tự từ bỏ, chứ không phải ai ép ta bỏ được. Nếu như quý vị không tự ý thức, không chịu từ bỏ, thì dù cho Đức Phật hiện tiền cũng không thể nào giúp quý vị bỏ được. Còn khi quý vị tự ý thức được rằng đây là việc làm sai trái, không tốt đẹp, có hại cho chính mình, thì tự mình can đảm từ bỏ là do ý chí của mình mạnh mẽ, thấy được năng lực sai trái của nó mà mình từ bỏ, và muốn từ bỏ vững chắc, không bị tái phạm trở lại. Chúng ta phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp không được tái phạm chuyện xấu này nữa, điều đó mới mang lại hạnh phúc cho quý vị thật sự. Bất cứ vấn đề nào khi ta hành động mà có hại cho mình và cho người thì ta nhất quyết không làm. Còn điều gì mà ta thấy có lợi cho mình và cho người thì ta cố gắng làm, không bỏ qua, dù cho đó là một việc rất nhỏ. Nhờ tâm phát nguyện rộng lớn như thế, ta sẽ vượt qua được những chướng duyên trong cuộc đời. Vì sao? Vì theo đạo lý nhà Phật, ai sinh ra trong cõi đời này hầu như không ít thì nhiều, từ lớn đến nhỏ, dù không làm ác nhiều cũng làm ác ít. Bởi vì chúng ta chưa có khả năng tu tập, chưa có sự hiểu biết chính chắn, do đó chắc chắn ai cũng có sai lầm. Ngày nay chúng ta may mắn có đầy đủ duyên lành, đầy đủ phước báo, tuy điều kiện phước duyên không được trọn vẹn như người khác, nhưng trong hiện tại ta không có gì buồn phiền, khổ đau, trách móc, đổ thừa cho ai hay cho hoàn cảnh khác. Bởi vì chúng ta biết Phật pháp, biết tu tập, thực hành những lời Phật dạy, biết rõ tiến trình của con đường nhân quả nghiệp báo, nhân nào dẫn đến đọa lạc khổ đau, nhân nào dẫn đến an vui hạnh phúc. Trong đời hiện tại, chúng ta phải dứt khoát chừa bỏ thói hư tật xấu, ngay cả trong ý nghĩ, và thường xuyên tu tập mỗi ngày để soi sáng chính mình. Chúng ta phải soi sáng bản thân bằng nhiều phương thức, bằng nhiều góc độ, quán xét cho kỹ thân này có phải thực sự là ta, là tôi, là của mình hay không. Bởi trên đời này có quá nhiều người nhận biết sai lầm, cho thân này là thật, rồi bám víu cho mình là ta, là tôi, nên khi làm việc gì đều có mục đích dành riêng về cho mình, từ đó sanh tâm tham lam, sân hận, si mê, tìm cách chiếm đoạt mọi thứ về cho bản thân. Người nhận rõ được chỗ này thì tu tập được trọn vẹn, thường xuyên quán chiếu như vậy. Sự quán chiếu này trong nhà Phật có nhiều phương pháp. Nếu ta chưa đủ khả năng tu tập về thiền quán, thiền tập, thì ta tu tập theo phương pháp niệm Phật, tức là ta nương theo câu niệm Phật để cho tâm không bị tán loạn, tức niệm danh hiệu vị Phật nào mà ta thích. Ví dụ, ta thích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ta niệm Phật Thích Ca Mâu Ni. Ta thích Phật A Di Đà, ta niệm Phật A Di Đà. Ta thích Bồ Tát Quán Thế Âm thì ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Bất cứ danh hiệu Phật nào, danh hiệu Bồ Tát nào, nếu ta nhiếp tâm, trì trí hướng về Đức Phật đó để tự chiêm nghiệm soi sáng, thì ta sẽ vượt qua được những chướng ngại trong cuộc đời. Dù rằng thân này phải chịu sự đau khổ, đen tối, nhức nhối, bệnh hoạn, khó khăn, đau yếu, nhưng khi tâm ta đã thuần thục thì thân này tuy phải khổ đau, bức bách, nhưng về tâm linh, về tinh thần, ta luôn được an lạc, sáng suốt. Khi đau, ta biết thân này đau vì nghiệp tập nhiều đời nhiều kiếp mình đã làm trong quá khứ, nay ta nhận biết thì không làm nữa,
đến khi đủ nhân duyên thì nghiệp quả sẽ hết. Nhờ vào khả năng tu tập mà ta chuyển hóa được mọi khổ đau, vượt qua mọi khó khăn, cảm bị cuộc đời. Theo luật nhân quả thì có dây ắt phải có trả, hay gieo gió gặt bão. Nếu nói một cách cứng nhắc như vậy, vô tình chúng ta cho rằng luật nhân quả là cố định, là bất biến. Điều đó chỉ đúng một phần, chưa đúng hẳn. Vì sao? Vì lý nhân quả rất tế nhị. Chúng ta thường nghe nói nhân nào quả nấy, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nói như vậy là chưa hiểu thấu đáo lý nhân quả của đạo Phật. Đạo Phật nói lý nhân quả là một chuỗi dài thời gian mang tính cách ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Khi ta gieo nhân phải trải qua một thời gian nhất định nào đó, nhanh hay chậm là tùy theo duyên thích hợp mới cho ra kết quả. Một, nhân nào quả nấy, hay còn gọi là hiện báo. Gieo nhân liền gặt quả, như người đói bụng ăn cơm liền no. Đó là nhân quả hiện tiền. Vừa gieo nhân là có kết quả liền. Vì vậy mà người ta dễ hiểu lầm vấn đề nhân quả với số phận. Nó chỉ đúng và phù hợp với hạng người bèo dạt mây trôi, không chịu cố gắng phấn đấu vươn lên làm lại cuộc đời. Hạng người này không cần tìm hiểu, suy xét, quán chiếu, chỉ sống theo phong tục tập quán. Ai như thế nào, mình như thế đó. Hai, khi gieo nhân thì phải chờ thời gian mới cho ra kết quả. Thí dụ, muốn có trái mít ăn, ta phải có hột mít trồng xuống đất, rồi phải chờ đến 5-7 năm sau mới có trái mít. Nhưng nếu thiếu sự chăm sóc hay thời tiết không phù hợp, chưa chắc ta đã có trái mít. Biết như vậy, chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh mà tạo ra kết quả sai biệt, không nhất thiết phải nhân nào quả nấy. Trong thời gian tu học ở thiền viện Thường Chiếu, chúng tôi thường nghe sư ông nói nhân hoa quả cỏ. Bởi vì sư ông đem gieo hạt giống của hoa, nhưng do không chăm sóc, không chu đáo, bị kiến tha hạt giống hoa đi mất. Một thời gian sau, sư ông chỉ thấy cỏ mọc đầy, chẳng có cây hoa nào cả. Trong lúc đó, sư ông chúng tôi cứ miệt mài tưới hàng ngày, kết quả cỏ lên rất tốt. Sư ông chúng tôi tưởng đó là những cây hoa đang phát triển, nào ngờ khi kiểm tra lại thì toàn là cỏ. Như vậy, nói nhân nào quả đấy thì không đúng. Tùy theo điều kiện, tùy theo nhân duyên mà nó cho ra kết quả. Chúng ta không thể nói một chiều nhân nào quả đấy một cách cứng nhắc được. Nếu nói như thế thì những người tu hành như chúng tôi có lợi ích chi? Xưa kia lỡ tạo nhân ác thì ngày nay dù có tu hành vẫn chịu quả ác. Vì tu hành đâu có lợi ích gì. Khi hiểu như vậy rồi, chúng ta sẽ cố gắng làm mới lại chính mình. Khi xưa chưa biết tu, ta gieo nghiệp trộm cướp, làm khổ mình hại người. Ngày nay biết tu, chúng ta thấy đó là nhân dẫn đến đau khổ mê lầm, làm tổn hại cho nhau, dứt khoát không làm nghiệp trộm cướp nữa. Làm như vậy để chuyển hóa các nhân xấu ác trước kia, sau này ta không bị nhận lãnh cái quả khổ đau nhiều, bởi nó có sự thay đổi. Những người xuất gia tu hành thọ dụng vật thực, vật dụng của đàn na tính thí, nhờ sự giúp đỡ của Phật tử về phương diện vật chất, tiền bạc của cải. Như vậy, chúng tôi có phải trả món nợ này hay không? Nếu chúng ta cứ khẳng định nhân nào quả đấy, dây tiền trả tiền, dây bạc trả bạc, thì chắc chắn người xuất gia không thể trả nợ được. Người xuất gia tu hành nhận sự cúng dường của đàn na tính thí, nhưng họ trả những món nợ vật chất ấy bằng thứ khác. Người xuất gia tu hành phải nhận sự cúng dường của đàn na tính thí, họ phải trả món nợ ấy bằng sự tu hành chân chánh, hóa độ chúng sanh, truyền bá chính pháp của Đức Phật, rao giảng Phật pháp, làm lợi lạc quần sanh. Người xuất gia tu hành nào không làm được như vậy thì phải nhận lãnh cái hậu quả khổ đau như những người bình thường khác. Tiền bạc quý Phật tử giúp ăn 5-3 tháng thì hết, hoặc nhiều lắm được dài 3 năm là cùng. Khi chính pháp của người xuất gia trao lại, quý Phật tử có thể dùng cả đời không hết, còn thừa làm hành trang mang đến sử dụng ở kiếp sau. Vì vậy trong các kinh Đức Phật nói, trong các hành bố thí pháp là thù thắng hơn cả, lợi lạc hơn hết. Do đó còn gọi là sanh báo đời này, gieo nhân đời sau mới có kết quả. Ví dụ, người mới sanh ra bị tàn tật suốt đời là do kiếp trước tạo nhân không tốt gì đó, nên đời này phải nhận hậu quả khổ đau. Đời này tạo nhân nhiều, đời sau mới chịu quả.
điển hình như câu chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong một kiếp quá khứ, trong lúc vui chơi, Ngài cầm cây đọa vào đầu con cá 3 cái. Vậy mà đến khi thành Phật, Ngài vẫn phải chịu quả báo nhức đầu 3 ngày. Vì thế, trong kinh nói nhân quả theo ta như bóng với hình. Chúng ta có thể qua mặt luật pháp thế gian, nhưng không thể nào trốn tránh quá trình diễn biến của nhân quả. Người biết tu khi gặp quả xấu đến không đổ thừa tại, bị, thì, là gì cả, mà luôn biết rằng tất cả đều có nhân duyên của nó. Chỉ cố gắng tu hành, tích lũy thêm phước báo, chấp nhận hiện thực xảy ra để tìm cách hóa giải. Do đó, tất cả quả tốt hay xấu mà ta đang thọ nhận hiện nay gốc từ chủng nhân ta đã gieo trồng từ thuở trước. Cho dù người tu thành Phật rồi vẫn chịu quả báo, chỉ có điều người tu hành khi quả xấu đến không than vãn trước sự việc xảy ra, vẫn cố gắng tìm ra nguyên nhân để chuyển hóa khổ đau thành an vui hạnh phúc. Muốn thay đổi được kết quả mà ta đã gieo trồng nhưng không tốt trong quá khứ, hiện tại ta phải tạo nhiều nhân hiền thiện tốt lành. Nhờ đó ta mới có thể giảm bớt quả xấu. Tuy ta vẫn phải chịu hậu quả của nhân không tốt ấy, nhưng không đến nỗi phải nặng nề và khổ đau nhiều. Để minh chứng cho nhân quả, chúng tôi xin nhắc lại câu chuyện sau. Trong pháp hội nọ, tổ bá trưởng sau khi giảng pháp xong, mọi người đều ra về hết, riêng chỉ còn lại một ông già không chịu ra về. Ông già dáng vẻ trầm ngâm, đi đi lại lại, thân hình trông nửa người nửa thú. Người không ra người, mà thú cũng chẳng phải thú. Tổ thấy lạ bèn hỏi: ông là người gì? Ông già trả lời: bạch hòa thượng, con không phải là người, con là hồ tinh, tức là người nào thì mang kiếp chồn. Xưa kia thời Phật Đại Ca Diếp, con tu hành ở núi này. Một hôm có người hỏi con: bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Con trả lời: bậc đại tu hành không còn rơi vào nhân quả. Vì câu trả lời này mà từ xưa đến nay con bị đọa làm chồn đến 500 kiếp. Không biết con trả lời sai chỗ nào mà bị đọa lạc như vậy, kính mong hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Tổ bá trưởng nói: vậy ông hỏi lại ta đi. Ông nhanh nhẩu thưa: bạch hòa thượng, bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không ạ? Tổ bá trưởng trả lời: không lầm nhân quả. Xin thưa quý vị, câu trả lời không rơi vào nhân quả và không lầm nhân quả, quý vị tự suy nghĩ xem câu nào đúng, câu nào sai. Vị tăng kia do lầm chấp rằng tu tập chứng được đạo quả sẽ không bị trả nhân quả nữa. Nhưng đạo lý nhà Phật rất thực tế và chân thực. Tất cả mọi hành vi tạo tác của con người, từ hoàn cảnh hay mọi khía cạnh khác của cuộc sống trong xã hội này, đều do sự chi phối của luật nhân quả. Nhà Phật chủ trương nhân quả rõ ràng, còn vị tăng này do không tu hành tới nơi tới chốn nên trả lời không còn rơi vào nhân quả, do vậy mà bị đọa lạc đến 500 kiếp. Sau khi nghe hòa thượng khai thị, ông già đại ngộ, thoát được kiếp chồn. Ông thưa rằng: bạch hòa thượng, nhờ lòng từ bi khai thị của Ngài, nay con được thoát khỏi kiếp chồn. Con kính xin hòa thượng làm lễ tấm tán trà tì cho con như một vị tăng. Hòa thượng đồng ý, ông già biến mất. Sắp đến giờ cơm trưa, tổ đánh trống thông báo với đại chúng rằng: sau khi dùng cơm xong, tất cả đại chúng hãy cùng ta làm lễ trà tì cho một vị tăng vừa mới thoát kiếp. Cả đại chúng đều ngơ ngác, ngạc nhiên. Bởi mọi người thấy trong nhà niết bàn hay trong nhà bệnh không có người nào bệnh hay chết cả, tại sao hòa thượng lại tiến hành lễ trà tì như vậy? Sau khi dùng cơm xong, tổ bảo đại chúng cùng đi ra phía sau núi. Ngài dùng cây gậy khều ra xác một con chồn to tướng vừa mới chết, rồi cử hành lễ trà tì tấm tán trang nghiêm, long trọng như một vị tăng. Đức Phật đã quả. Như quý vị đã biết, nhà Phật chỉ cho chúng ta thấy rõ, mọi vận hành trên cuộc đời này đều phải trải qua tiến trình của nhân quả. Chỉ vì tu hành không tới nơi tới chốn, không học hiểu cho cặn kẽ, chu đáo, những lời Phật dạy và hành trì không đúng phương pháp, mà vị tăng kia mới trả lời sai lầm, bị đọa làm chồn đến 500 kiếp. Mãi cho tới khi được hòa thượng bá trưởng từ bi khai thị, vị tăng kia mới được thoát khỏi kiếp chồn. Vì vậy, khi học giáo lý nhà Phật, chúng ta phải soi xét cho chắc chắn,
tìm hiểu cho kỹ càng, phải hết lòng tin tưởng thật sâu rộng những lời Đức Phật dạy, vì đó là những lời chân thật. Nếu chúng ta thực tâm tu hành theo lời Phật dạy, thì mọi nghiệp xấu sẽ được chuyển hóa. Chắc chắn chúng ta sẽ đạt được an lạc hạnh phúc trong đời này và sẽ được thoát khỏi khổ đau sanh tử luân hồi. Như trường hợp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, sau khi thành tựu đạo pháp, Ngài đi giáo hóa suốt 49 năm trời, chỉ rõ cho mọi người thấy đâu là con đường tốt, đâu là con đường xấu, để mọi người tự lựa chọn. Ngài nói, ta không thể ban phước hay giáng họa cho ai được, ta không thể giúp cho ai thoát được cảnh khổ đau, nhưng ta hướng dẫn phương pháp chuyển hóa khổ đau, mang lại an vui hạnh phúc để cho mọi người thực hành. Bởi vì chính mình làm điều xấu ác thì phải chịu quả báo xấu ác, và mình làm lành mình sẽ hưởng được phước lành. Vì vậy, suốt thời gian Ngài đi hoằng hóa, một số người ngoại đạo đã ganh ghét, tận đố, trị hiềm với Ngài. Bởi đạo của Ngài ra đời làm cho nhiều tín đồ ngoại đạo thời đó không còn tin tưởng vào tôn giáo của họ nữa. Họ thấy những lời dạy của tôn giáo họ đang theo không còn phù hợp chân lý, xa vời sự thật. Từ đó, một số người ở các tôn giáo đa thần hay nhất thần cải đạo theo Phật xuất gia tu tập. Trước tình trạng đó, người ngoại đạo tìm cách vị bác vu khống giáo đoàn của Phật để làm giảm uy tín. Họ rắp tâm hại Ngài bằng nhiều cách, như dù họ sắp xếp cho thiếu nữ Tôn Đà Lị hàng ngày trang nhìn thật đẹp đến tịnh xá nghe Phật thuyết pháp. Sau một thời gian, cô vu khống Đức Phật và tăng chúng đã chiêu dụ cô làm chuyện xấu xa tồi bại. Mặc dù cô rêu rao những lời như vậy, nhưng vì uy tín của Đức Phật và giáo đoàn quá lớn nên những lời vu khống ấy không đủ sức thuyết phục mọi người tin theo. Hai cách này không được, họ tìm cách khác. Với tâm oán hận thù hận, họ tìm cách cả đũa Đức Phật. Dã man hơn, họ thuê bọn côn đồ nghiện rượu giết chết người nữ nọ và đem xác chết chôn giấu vào tịnh xá của Phật, rồi cho người đến báo quan rằng: chúng tôi có một người nữ quan đạo thường xuyên đến tịnh xá Đức Phật nghe pháp, bây giờ đã bị mất tích, xin nhà vua và các quan tìm cách điều tra. Được tin báo, nhà vua cho người đến tịnh xá điều tra tìm hiểu, cuối cùng phát hiện được xác của người nữ ấy chôn giấu dưới đống rác trước cửa tịnh xá. Xảy ra vua Ba Tư Nạc lúc bấy giờ cũng là đệ tử của Đức Phật, rất thuần thành. Ông biết rõ Đức Phật xưa kia cũng là một vị thái tử chuẩn bị lên ngôi vua, quyền uy thế lực, nhưng Ngài đã dám từ bỏ tất cả để đi tu, thì làm sao chuyện này có thể xảy ra trong giáo đoàn của Ngài được. Do vậy, nhà vua ra lệnh cho các quan phải điều tra, tìm ra nguyên nhân tội ác giết người này là do ai gây ra. Trong lúc điều tra, có người đến báo quan có bọn côn đồ nghiện rượu gây ra vụ án mạng này. Vì sau khi giết người nữ kia, đem xác chôn trước cửa tịnh xá, họ lãnh được số tiền lớn rồi tụ tập nhậu nhẹt. Đến khi nhậu quá say, do không làm chủ được bản thân mình, họ tự khai ra là họ đã giết người nữ để nhận lãnh số tiền thưởng hậu hĩnh. Được tin, quan minh đến nơi tóm gọn, bắt bọn người này về tra khảo. Bọn người ấy mới khai thật rằng không phải do uống rượu say mà giết người nữ kia. Được số người ngoại đạo vì ghen ghét Đức Phật nên âm mưu hại, nên đã thuê chúng giết cô gái ấy rồi đem xác chôn trước cửa tịnh xá để vu oan cho Đức Phật, với mục đích làm mọi người xa lánh Ngài cùng giáo đoàn, đồng thời để bọn ngoại đạo được hưởng đặc ân là đã tố giác lập công trạng với nhà vua. Kết cục sự việc trên đã rõ, sự chân thực đã cho chúng ta một bài học về đạo lý sáng ngời, nhân nào quả nấy là vậy. Khi ta có hành động muốn hại người nhưng chưa hại được người, thì ta đã gieo trồng cái nghiệp quả xấu ác cho mình rồi. Đến khi hồi đủ nhân duyên, ta phải chịu quả báo tương ứng nghiệp nhân mà ta đã gieo trồng. Đối với chuyện vừa kể trên, chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của nó đã được Đức Phật lý giải như sau. Nhiều kiếp về trước, Đức Phật khi còn hành đạo Bồ Tát, Ngài vẫn còn những sai sót trong cuộc đời. Có lần, Ngài vu khống một vị Bích Chi Phật rằng người này là người phá giới, không tu hành chân chánh hay phạm giới, và Ngài xúi người khác nói theo mình. Vì vậy, đến đây Ngài đã thành Phật, không còn bị dính mắc, không còn phiền não, khổ đau chi phối. Nhưng vì nghiệp cảm xa xưa, nhiều đời trước, Ngài đã gieo tạo, nên trong hiện tại, Ngài vẫn phải chịu quả báo
bị những người ngoại đạo này vu khống, phỉ báng. Họ tìm cách bạ lị, hạ nhục, vu khống để giáo đoàn của Ngài bị vua quan bắt mớ xử tội và bị mọi người tẩy chay. Tuy hiện tại Ngài vẫn bị quả báo như vậy, nhưng với lòng từ bi chân thật rộng lớn của Ngài nên mọi việc đều được qua khỏi. Vì là bậc giác ngộ, rõ biết nghiệp xấu đến với mình, nên Ngài không bao giờ than trách một ai, không thanh minh hay phân trần là tôi thế này, tôi thế kia, để đính chính cho mình. Khi sự việc xảy ra, Đức Phật luôn tỉnh giác, bình tâm để cho sự việc theo chiều kích nhân quả mà diễn tiến. Dù kết quả thế nào, Ngài cũng không bận tâm. Kết cục là vua quan mở rộng cuộc điều tra, làm sáng tỏ sự việc minh oan cho Ngài. Đức Phật là bậc vua thượng chánh đẳng giác, đã vượt qua được phiền não khổ đau của sanh già bệnh chết và đã giải thoát được sự ràng buộc của thế gian rồi. Tuy nhiên, Ngài vẫn phải chịu những oan trái do hậu quả của nghiệp quá khứ Ngài đã gieo tạo. Đối với Đức Phật, những việc vu oan giá họa như vậy, Ngài không lấy đó làm khổ đau phiền lụy, mà Ngài xem đó là việc an vui vì trả được nghiệp quả. Từ bài học qua câu chuyện trên, Phật tử chúng ta phải nhận định chính chắn, Đức Phật còn phải chịu quả báo như thế, huống hồ mình là những phàm phu tu tập chưa được bao nhiêu, chưa đủ khả năng chuyển hóa các nghiệp xấu trong đời quá khứ hay hiện tại. Vì vậy, chúng ta cần phải ý thức được nhân duyên nào dẫn đến những tai họa cho mình, cho người, để không sanh tâm buồn phiền, chán nản, bế tắc. Biết được như vậy, chúng ta hàng ngày tinh tấn tu tập, thực hành những lời Phật dạy, hầu mong bọn chút phước báo hóa giải bớt nghiệp xấu và chuyển hóa khổ đau. Đồng thời, nếu có nhân duyên nào tạo được cho bản thân mình sự an lạc, hạnh phúc, thì ta cố gắng thực hành, phát huy và giữ gìn. Khi Đức Phật còn tại thế, có một cô bé chuyên nghề bán bánh. Cô bé này rất quý mến Đức Phật và tăng đoàn. Cô thường đem bánh cúng dường chư tăng. Thấy cô bé tuy nghèo khó, nhưng có lòng tôn kính bậc trưởng thượng, Đức Phật tiên đoán rằng từ nhân duyên tốt đẹp này, cô bé sau này sẽ thành hoàng hậu một đất nước. Rồi thời gian cứ êm ả trôi qua, cô bé vẫn hàng ngày làm bánh đi bán kiếm tiền nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình và không quên dành phần cúng dường chư tăng. Cô bé cũng không quan tâm gì đến những lời Đức Phật tiên đoán. Một hôm, Đức Vua Ba Tư Nạc có ý tìm người kế vị sau khi hoàng hậu đương triều qua đời. Ngài chọn cô bé bán bánh về cung tấn phong làm hoàng hậu, hiệu là Mạc Lợi Phu Nhân. Sau khi được vua rước về cung, cô nhớ lại lời tiên đoán của Đức Phật trước kia, nên tìm cách đem nhiều nhật thực đến cúng dường Đức Phật. Cúng dường xong, Mạc Lợi hoàng hậu quỳ xuống thưa rằng: Kính bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có một số phụ nữ trên thế gian này có thân hình xấu xí, đen đúa, bệnh tật khó coi. Họ bị mọi người chê bai, khinh khi, không thích thân cận gần gũi. Và do nhân gì, duyên gì lại có một số phụ nữ khi được sinh ra trên cõi đời này có uy quyền, thế lực, giàu sang tột đỉnh. Đức Phật trả lời rằng: Do nhân nóng giận, tức tối làm cho người khổ đau, cho nên đời này phải chịu quả báo xấu xí, bệnh tật khó coi, bị mọi người khinh chê không gần gũi. Do nhân biết bố thí, cúng dường, giúp đỡ, chia sẻ với người, ngày nay ra đời được làm người phụ nữ trong trắng, đẹp đẽ, dễ coi, được sinh vào gia đình giàu sang, quý phái, được thừa hưởng gia tài, sự nghiệp. Vì vậy, khi nghe bài kinh ngắn này, mỗi người chúng ta tự quán xét, xem trong hiện tại ta có nằm trong hoàn cảnh như thế hay không. Nếu ta có nằm trong hoàn cảnh này, thì ta phải tìm một phương pháp nào đó để đối trị, vượt qua nhân quả xấu ác mà ta đã lỡ gây tạo. Đã làm người trong trời đất, ai không từng nóng giận? Nóng giận là do chấp ngã mà ra, thấy mình là trung tâm của vũ trụ. Tham được thì càng thêm tham, tham không được thì nổi sân, tìm cách trả thù, trả đũa, từ đó làm khổ mình và khổ người, đưa đến hậu quả không tốt, thành người có dáng vẻ xấu xa, đen đúa, khó coi, bị mọi người chê bai, khinh bỉ, coi thường. Tại sao nóng giận lại bị nghiệp quả như vậy? Bởi khi nóng giận, mặt mày khó coi, dữ tợn, có khi mặt mày đỏ bừng lên, trông thật xấu xí. Và khi nóng giận, ta cảm thấy đau đớn trong tâm, vì mình chưa hãm hại được người khác, nhưng chính mình cảm nhận ra gặp nỗi khổ đau. Khi nóng giận thì có thể dẫn đến hành động đánh đập, nạt nộ,
chửi mắng hoặc vì sự nóng giận cao độ không nhận được, có thể dẫn đến hậu quả như giết người hoặc là làm những việc phi pháp khác bởi do ta không hiểu hết nguyên nhân của nó. Nóng giận thường làm ta khổ đau trong hiện tại và mai sau, cho nên bị quả báo làm người xấu xí, bệnh tật là vậy. Trong gia đình, người nóng giận quá nhiều sẽ làm cho gia đình mất hạnh phúc. Từ một gia đình đang có hạnh phúc, an vui, chỉ vì sự nóng giận mà dẫn đến ly tan, ly hôn hoặc xào xáo, vợ con khốn khổ. Bởi vì do mình không hiểu biết, kém suy xét chính chắn, do đó nhà Phật chỉ rõ cho ta biết nhân nóng giận sẽ dẫn đến hậu quả khó khăn trong đời sau, bị quả báo xấu xí, bệnh tật. Còn nếu không được sanh lại làm người, phải bị đọa lạc, sẽ sanh vào các loài súc sanh như loài rắn, gà, cá. Những loài này không biết thương yêu nhau, khi gặp nhau thường đấu đá, xâu xé lẫn nhau. Đó cũng vì nhân nóng giận mà ra. Bởi vì nghiệp tập chiêu cảm quá mạnh, phải sanh vào các loài súc sanh như thế, còn đủ duyên phước được sanh trở lại làm người, nhưng bị quả báo làm người xấu xí, khó coi, ốm yếu tật nguyền. Bởi khi nóng giận sẽ làm bản thân mình khổ đau trước, rồi làm cho người khổ đau theo. Cơn nóng giận dẫn dắt con người mất đi tính tự chủ, mất đi phong cách oai nghi điềm đạm của mình. Từ đó dẫn đến nhiều gia đình bị sụp đổ, ly tán, buồn khổ. Có một câu chuyện kể về một bà mẹ mang thai được 7-8 tháng, do người chồng mê muội đắm say sắc dục, đi theo vợ bé. Cô vợ này tức tối, biểu lộ sự nóng nảy, ghen tức quyền rủa người chồng đến tột độ. Sau một thời gian không kịp chế nổi, cô ta bỏ về nhà cha mẹ mình. Đến ngày khai hoa nở nhụy, cô sinh ra một đứa bé kháu kỉnh, nhưng chỉ vài ngày sau, đứa bé lại chết. Các bác sĩ tìm nguyên nhân vì sao đứa bé chết, sau khi khám nghiệm mọi cách vẫn không tìm ra nguyên nhân. Đến khi bác sĩ xét nghiệm máu đứa bé mới phát hiện đứa bé chết do nhiễm độc tố từ người mẹ. Bởi khi nóng giận bản thân quá mức, những độc tố trong người tiết ra ngấm vào máu, ảnh hưởng đến bào thai. Và khi đứa bé ra đời được bú sữa mẹ, nó lại bị nhiễm độc từ sữa và bị chết. Chúng ta nên nhớ rằng khi người nữ mang thai cần hết sức bình tĩnh, không nên nóng giận, bởi nhân nóng giận rất tai hại, có thể làm hại bản thân mình và hại cho những đứa con của mình. Không những khi mang bầu mà bất cứ khi làm việc gì, chúng ta cũng nên bình tĩnh quán xét, ngăn ngừa cơn nóng giận, vì nó còn dẫn đến tình trạng làm tăng huyết áp, gây hại cho tim mạch. Có người do nóng giận mà bị tai biến mạch máu não, dẫn đến chết người. Ngoài ra, cơn nóng giận còn dẫn đến nhiều nguyên nhân như nằm ngủ mơ thấy ác mộng, thấy cảnh binh đao, tàn sát, giết hại lẫn nhau, làm cho mình sợ hãi, buồn bực, khốn đốn, sống trong thực tại không được an ổn, không được hạnh phúc. Bởi rằng nóng giận có thể gieo oán thù cho người, cho mọi loài, nên lúc nào mình cũng lo sợ bị trả thù, trả oán. Từ đó, cuộc sống của ta luôn mang tâm trạng sợ hãi, bất an. Cũng vì nhân nóng giận nhiều nguy hiểm, nên Đức Phật mới chỉ dạy các phương pháp để ta chuyển hóa, ngăn ngừa. Phương pháp thứ nhất, Đức Phật chỉ cho mọi người biết rằng tất cả mọi người hay mọi loài được sinh ra trong cõi đời này, ai cũng đều bình đẳng như nhau. Nhưng chỉ vì do nóng giận mà ta đã gây tạo rất nhiều việc xấu ác. Do vậy, đời nay con người sinh ra có nhiều quả báo khác nhau, dị biệt và bất đồng với nhau. Có người thì giàu sang sung sướng, hưởng đầy đủ phúc lạc. Có người nghèo khổ bệnh hoạn đau yếu. Có người sống thọ, có người chết yểu. Có người đẹp, có người xấu. Có người đen, có người trắng. Có người cao, có người thấp trọng. Tất cả khác biệt như thế là bởi vì chúng ta gieo tạo nghiệp tập nhân quả khác nhau. Nhà Phật dạy chúng ta rằng, muốn chuyển hóa những sân hận si mê của mình, chúng ta phải thường xuyên quán từ bi, quán tình thương, thấy ai cũng là người thân, người thương của mình, do đó mà ta ít nóng giận. Trong Đạo Phật, giáo lý nhân quả rất quan trọng và rất thực tế. Người Phật tử chúng ta cần phải an tường, thấu rõ và tin tưởng vào lý nhân quả để hành trì tu tập, dấn thân làm việc phục vụ tha nhân. Vì tất cả mọi hoạt động tốt đẹp này, ta sẽ ảnh hưởng được quả báo tốt đẹp cho đời này và đời sau. Còn khi chứng duyên đến thì ta phải biết tự an ủi, tự tu tập,
để vượt qua những bất hạnh trong cuộc đời, ta phải tự chiêm nghiệm và tin tưởng sâu sắc những lời Phật dạy mà tu hành tinh tấn. Đó là con đường tươi sáng để chúng ta nương tiến dần đến sự giác ngộ và giải thoát. Nhân quả công bằng. Có lần đang thời giữa trưa nóng bức, vua Ba Tư Nặc thân hành đến chỗ Đức Phật. Sau khi đảnh lễ xong, ngài ngồi xuống một bên thưa rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, có một người triệu phú thành xá vệ, vừa mất đi, không có con nối dòng, nên con đến để kiểm tra tài sản. Số tiền lên đến hơn 800 triệu tiền vàng được xung vào công quỹ. Đó là chưa kể đến tiền bằng bạc và đất đai ruộng vườn. Thức ăn của vị triệu phú này chỉ có cháo tắm chua còn sót lại, đồ mặc chỉ có vài ba bộ quần áo bằng vải gai bình thường. Các đồ dùng trong nhà không có gì quý giá ngoài những chiếc xe cũ kỹ. Nhà vua vừa nói vừa thắc mắc, tại sao một vị triệu phú lại có cuộc sống quá đơn giản như thế? Đức Phật giải thích: Thật đúng như đại dương, vị triệu phú cô độc này ở một kiếp nọ đã phát tâm cúng dường cho vị Bích Chi Phật thật nhiều món ngon vật lạ, sau đó khởi tâm hối tiếc nói rằng: Đúng ra thức ăn này ta nên cho người làm công ăn. Do kết quả của việc cúng dường rồi sanh tâm hối tiếc ấy, nên ông ta được 7 lần làm triệu phú, tiền của chứa đầy nhà, vẫn không ăn được món ngon vật lạ nào, không mặc được đồ tốt đẹp, mà chỉ xài những đồ thô sơ không có giá trị. Ngoài ra, ông ta còn giết mạng sống con của anh mình để chiếm đoạt tài sản. Do nhân giết hại và cướp tài sản, vị này sau khi chết bị đọa vào 3 đường dữ để chịu quả xấu. Bởi hành động và việc làm như thế, tuy là một triệu phú nhưng không có con kế thừa và tài sản bị tịch thu trong 7 đời, cuối cùng không tích lũy thêm phước báo mới, đến hiện tiền chết bị đọa vào địa ngục. Nói xong, Đức Phật đọc bài kệ: Tài sản vật sở hữu tất cả không đem theo, khi nhắm mắt lìa đời chỉ mang nghiệp tốt xấu, như bóng không rời hình, do vậy hãy làm lành để dành cho đời sau sống an vui hạnh phúc. Câu chuyện trên có thật trong đời Đức Phật còn tại thế, cho ta nhiều bài học về nhân quả, nghiệp báo. Phật tử chúng ta cần chú ý tìm hiểu cho rõ ràng các chi tiết sau. 1. Bố thí cúng dường cho một vị Bích Chi Phật được đầy đủ phước báo, 7 đời sinh ra làm triệu phú. 2. Do tâm tiếc rẻ nên 7 đời bị quả báo hà tiện, dù làm triệu phú vẫn không ăn được món ngon vật lạ. 3. Là do giết đứa con độc nhất của anh mình nên không có con kế thừa tài sản. 4. Là giết người chiếm đoạt tài sản nên sau khi chết bị đọa địa ngục. 5. Là do không tích lũy thêm phước báo nên gặp họa không thể lường. Cúng dường cho người tu hành chân chính tại sao có phước báo lớn lao như vậy? Bởi vì người tu hành tha nhân chân chánh, họ luôn làm điều tốt đạo đẹp đời, tất cả vì lợi ích cho tha nhân, không vì quyền lợi riêng của mình. Cho nên người phát tâm cúng dường cho bậc giác ngộ giải thoát được phước báo gấp trăm ngàn lần so với người phàm phu tục tử. Còn bố thí cho người thông thường, một ngày sống của họ là một ngày tham lam thù hận, nên giá trị phước báo có giới hạn. Nhưng không lẽ vì phước báo có giới hạn mà ta làm ngơ tìm kiếm đối tượng để cúng dường như vậy, sẽ dẫn đến tâm không bình đẳng cúng dường bố thí, còn có tâm phân chia ta người. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy: Bố thí cho 100 người giữ ăn không bằng bố thí cho một người hiền. Bố thí cho 100 người hiền không bằng bố thí cho một người biết giới. Bố thí cho 10.000 người giữ năm giới không bằng bố thí cho một người đã chứng quả không thoái chuyển. Cúng dường cho 100 ức vị Bích Chi Phật không bằng cúng dường cho một vị Phật hiện tiền. Ở đây chúng ta thấy, cúng dường cho người tu hành càng cao thì phước báo lại càng nhiều lên nữa. Nhưng có kinh Đức Phật lại dạy bố thí phải bình đẳng. Cũng là lời Phật dạy, tại sao có sự khác biệt với nhau như thế? Vậy kinh nào đúng, kinh nào sai? Đã là lời dạy của Phật thì chân lý không có đúng sai. Đức Phật chỉ tùy bệnh cho uống thuốc, tùy theo trình độ căn cơ của từng người mà Đức Phật hướng dẫn cách bố thí cúng dường. Người mới phát tâm học đạo chưa hiểu nhiều về đạo Phật, Thế Tôn khuyên nhủ lánh xa bạn ác, gần gũi bạn lành, nên trong sự bố thí cúng dường cần có sự chọn lựa. Sau khi hiểu và thâm suốt lời Phật dạy, chúng ta sẽ tùy duyên bố thí và cúng dường không phân biệt thân, sơ, ta, người. Sở dĩ trong kinh nói rõ ràng cúng dường như thế nào để được phước báo lớn lao, đối với người chưa thấm nhuần đạo lý thì việc làm phước cần phải lựa chọn tùy sở thích của mình, không có ranh giới bắt buộc nhất định.
bố thí cho một phàm phu tuy vẫn có phước, nhưng phàm phu này không biết tu tập, sống trong tham lam, thù hận, si mê. Một ngày sống của họ dính mắc vào chuyện tình tục quá nhiều, vì vậy người bố thí hưởng phước bị hạn chế. Ngược lại, cúng dường cho bậc thánh giả giải thoát, phúc lạc của các ngài quá cao tột. Các ngài luôn sống vì mọi người, tùy duyên giáo hóa giúp đỡ chúng sanh, không biết mệt mỏi, nhàm chán, nên người cúng dường hưởng được phước báo không giới hạn. Nói như vậy, để những người tu hành phải biết ý thức trách nhiệm, bổ phận của mình khi nhận sự cấp dưỡng của đàn na tính thí mà ráng tu hành đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi cần nhấn mạnh, không phải chỉ cúng dường cho người tu hành mà bỏ qua các đối tượng khác đang còn gặp nhiều khó khăn bất hạnh. Người bố thí cúng dường vì tấm lòng từ bi thương yêu mà giúp đỡ, chứ không phải mong cầu phước báo để lựa chọn cho mình, thành ra dẫn đến sự cúng dường bố thí có phân biệt. Từ bi, yêu thương tất cả chúng sanh là pháp yếu của đạo Phật, sẵn sàng chia sẻ khi có nhân duyên điều kiện. Dù chỉ một lần bố thí cúng dường với tâm bình đẳng, với lòng chí thành chí kính, thấy người đáng kính ta cúng dường, thấy người đang khổ ta giúp đỡ, sẻ chia, thì còn gì quý hơn tình người, tình nhân loại? Chỉ một lần cúng dường cho vị Bích Chi Phật mà 7 lần được hưởng phước làm triệu phú, nhưng sau khi cúng dường xong lại khởi tâm hối tiếc, tiếc rẻ, không muốn cho người đó thụ hưởng đầy đủ, nên phải chịu quả báo nhiều đời có của cải tài sản mà không được thụ hưởng. Chúng ta ai cũng dễ thấy điều này. Với một người có tâm keo kiệt bỏng sẻn, cho dù tiền bạc tài sản chất đầy kho, thà để hư mục chứ không dám đem ra giúp đỡ kẻ khốn cùng dù chỉ một bữa ăn. Chính tâm tiếc rẻ của lão triệu phú cô độc kia đã biến thành tâm hà tiện ích kỷ, nên dẫn đến quả báo tuy giàu có nhiều của cải vật chất, nhưng sự sống giống như người nghèo khổ bất hạnh. Ở đây chúng ta thấy luật nhân quả rất công bằng. Gieo nhân tốt được hưởng quả tốt, gieo nhân xấu nhiều quả xấu, và cũng tùy theo tâm niệm của người gieo nhân mà cho ra kết quả tương ứng. Chúng ta cần phải ý thức rõ rằng đầy đủ khi thực hành bố thí, đừng nên bố thí rồi khởi tâm tiếc nuối, từ đó hình thành thêm tâm bọt sẻn hà tiện, là mất đi hạt giống từ bi. Tâm bọt sẻn hà tiện sẽ dẫn đến quả báo làm quỷ đói lang thang đến vô số kiếp. Có người nói tâm tiết rẻ và tâm tiết kiệm giống nhau. Chúng ta cần phải nhận định cho rõ chỗ này. Tiết kiệm là biết chi tiêu đúng mức, không lãng phí xa hoa, xài đúng việc đúng chỗ. Còn tiết rẻ, bỏng sẻn, hà tiện là tâm không muốn chia sẻ cho ai, chỉ bo bo giữ riêng cho mình. Cho nên tiết kiệm và hà tiện rất khác nhau. Một bên là chi tiêu đúng mực, phù hợp, một bên là keo kiệt, bỏng sẻn, thà để hư mục chứ không đem ra giúp đỡ cho ai. Hoặc là bố thí xong rồi lại khởi tâm tiết rẻ, đó là nhân bỏng sẻn, ích kỷ, sẽ đưa đến quả đau khổ. Tiết kiệm và rộng lượng là nhân dẫn đến hạnh phúc an vui. Như vậy, triệu phú kia đã giết đứa con độc nhất của anh mình để chiếm đoạt tài sản. Đây là phạm luật vừa giết người vừa cướp của. Do nhân giết hại nên ông triệu phú kia phải chịu quả báo nhiều kiếp khổ sở, bị đọa đày, chết đi sống lại, làm nhiều loại súc sanh để ân đền quán trả. Đó là quả báo từ sự giết hại lẫn nhau. Ai cũng trân quý và luôn bảo vệ sự sống của mình, không ai muốn hủy hoại nó cả. Là người Phật tử, chúng ta phải ý thức được điều này. Không thể không cắn rứt lương tâm khi làm tổn hại đến người khác. Nỗi khổ đau đối với người giàu có là không có con để kế thừa tài sản, nên cả đời họ chỉ sống trong niềm hận và khổ đau. Nhưng những điều họ muốn không thể đạt được là vì họ không gieo nhân tốt, làm sao gặt được kết quả tốt. Trớ trêu thay, trên đời này ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp đến với mình, nhưng không hiểu về luật nhân quả tương quan nên không biết làm điều phước thiện. Giết một người để cướp của, nhất là người đó là đứa con duy nhất được kế thừa gia sản và sự nghiệp, thì quả báo đã đưa vị triệu phú kia nhiều năm phải bị đọa vào chốn khốn cùng. Bởi vì nhân quả nghiệp báo rất công bằng, làm phước thì được phước, làm ác thì chịu quả báo khổ đau. Luật nhân quả không hề thiên vị một ai. Giết người thì mạng đền mạng, đó là luật pháp thế gian không thể chối cãi được, nhưng cũng tùy theo mức độ mà luật pháp có thể gia giảm. Người có nhiều cống hiến và phục vụ vì lợi ích chung, nhưng vì không nhận thức đúng đắn, bị vật chất lôi cuốn cám dỗ, nên từ nhận thức tốt đẹp bị lòng tham muốn sai sử điều phi pháp. Đối với luật pháp thế gian hay luật nhân quả cũng vậy, có công thì thưởng, có tội thì phải bị trừng phạt.
như lão Triệu Phú kia phát tâm cúng dường cho chị Bích Chi Phật, được hưởng phước báo người giàu có. Nhưng sau khi cúng dường lại khởi tâm tiếc của, nên tuy là người giàu đến bảy đời mà không hưởng được vinh hoa phú quý đích thực, chỉ sống lam lũ và nhọc nhằn như một người nghèo khó mà thôi. Cái gì khiến ông ta phải như vậy? Đó là do sức mạnh của nghiệp lực chi phối. Điều quan trọng hơn hết là khi ta giàu có, tức đang hưởng quả báo tốt cho sự bố thí cúng dường, giúp đỡ, chia sẻ, nhưng ta chỉ biết hưởng thụ mà không biết làm việc phước thiện để tích lũy thêm phước báo, thì coi như ta đồng ý chấm dứt quả giàu sang. Nghiệp và số mệnh. Sự sống trên thế gian này thiên hình vạn trạng, phức tạp, đa năng, đa dạng, muôn hình muôn vẻ, khi thế này, lúc thế khác và vô cùng sai biệt. Mỗi người sinh ra có một hoàn cảnh, sự sống hoàn toàn khác biệt nhau. Do sự chiêu cảm nghiệp báo của quá khứ, nên đời sống hiện tại của chúng ta có sự bất đồng trên mọi phương diện, không ai giống ai. Ta tự đặt câu hỏi, tại sao ta lại sinh ra trong nhà nghèo để chịu cảnh thiếu thốn, mà không sinh vào nhà giàu để hưởng cảnh an nhàn phú quý? Tại sao mình đen xấu, bệnh tật mà không được đẹp đẽ như mọi người? Tại sao mình dốt nát quê mùa mà người kia lại thông minh, khôi ngô, tuấn tú? Chẳng lẽ có sự sắp đặt, an bài như thế? Tại sao sự đời lại trớ trêu như vậy? Từ ngàn xưa đến nay, không biết bao nhiêu giấy mực của các học thuyết tôn giáo chủ nghĩa đều có lời giải đáp theo cách nhìn của họ. Ai cũng bảo vệ lý lẽ của mình là chân lý, ai không theo sẽ bị đọa đày, còn theo chỉ là đệ tớ trung thành với chủ. Đức Phật có cách nhìn khác hơn, với một nền tảng giáo lý rất thực tế và phù hợp lòng người, không đổ thừa cho ai. Đức Phật là bậc chứng ngộ mọi lẽ thật cuộc đời, đã chỉ cho chúng ta biết rõ về nghiệp báo của con người tạo ra kết quả cho đời sống hiện tại, và những gì ta tạo trong hiện tại sẽ đem đến kết quả trong tương lai. Đây là hệ thống giáo lý hoàn toàn khác biệt với quan điểm về thiên mệnh, định mệnh, số mệnh hay số phận, vân vân. Đạo Phật không phải ngẫu nhiên luận để rồi vô trách nhiệm đối với hành vi của mình. Hãy cho rằng mọi chuyện rủi ro, may mắn, bất ngờ đều do khi không, bỗng dưng, tự nhiên mà có, mà tất cả đều có nguyên nhân sâu xa của nó, từ quá khứ dẫn đến kết quả hôm nay. Khái niệm về số mệnh hay số phận là quan niệm của các trường phái triết học như thần ý luận, đa thần giáo, túc mệnh luận, định mệnh luận và thiên mệnh. Có một đấng thượng đế quyền năng có thể ban phước giáng họa, sắp đặt cuộc sống của con người, mọi sự khổ, vui, nên hư, thành bại trong cuộc đời đều do đấng tối cao này sắp xếp. Túc mệnh luận cho rằng mỗi người sinh ra trong cõi đời này đều có số mệnh do quá khứ đã an bài và sắp đặt. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều do quyết định trước của quá khứ. Mọi cố gắng của con người đều vô ích. Song đạo Phật không phải như thế. Cái gì cũng đổ thừa cho số mệnh định sẵn của đời trước mà không chịu làm mới lại chính mình để xây dựng lại cuộc đời ngày càng thêm tốt đẹp hơn. Thiên mệnh luận cho rằng có một ông trời quy định cho mỗi cá nhân một số mệnh. Trời kêu ai nấy dạ, con người không thể cãi lại lệnh trời. Cho nên Khổng Tử khi làm việc gì thành công hay thất bại đều nói do trời là như vậy. Con người không có quyền tự chủ, phải sống lệ thuộc ông trời. Mọi cố gắng của con người không ngoài ý trời, trời ban tất cả. Do đó, số mệnh hay số phận đều theo quan niệm từ thời xa xưa. Nó chỉ phù hợp khi con người chưa văn minh, chưa tiến bộ. Ngày nay khoa học đã chứng minh cho ta thấy rõ nguyên nhân. Không có cái gì chỉ một nhân mà có thể hình thành. Hình như con người có mặt trên thế gian này là cả một quá trình sống nên hư thành bại, vinh dục khổ, vui, dường như đều có sự sắp đặt sẵn cả. Đó là quan niệm của các tôn giáo khác. Họ cho rằng con người phải theo sự sắp đặt của đấng siêu nhiên. Con người chỉ chấp nhận và xuôi tay phó mặc cho số phận. Việc gì cũng cho là trời định, thuận theo ý trời thì thành công, ngược với ý trời thì thất bại. Đạo Phật không chủ trương như thế. Tất cả chúng sinh có mặt trong thế gian này đều do nghiệp trước tạo ra, không thể trốn, nên phải chịu quả báo trong đời hiện tại, chứ không có sự sắp đặt của đấng nào cả. Đạo Phật thì nói rằng con người sở dĩ hiện hữu và tồn tại trên thế gian này
là do kết quả của nghiệp đã tạo bởi chính mình trong quá khứ và hiện tại. Con người khi đã tạo nghiệp không thể trốn thoát quả của những nghiệp ấy. Vì nghiệp là gì? Nghiệp là năng lực được tạo ra từ những thói quen của thân, miệng, ý, được lặp đi, lặp lại nhiều lần, có móng khởi của ý lâu ngày trở thành thói quen. Những hành động mới bắt đầu chưa thành nghiệp, ta có thể làm chủ nó. Muốn làm thì làm, muốn không thì thôi. Khi đó đã ăn sâu vào tâm thức của ta, thấm nhuần vào cơ thể, lúc đó ta làm theo sự sai sự của nó, nên gọi là nghiệp. Có nhiều nghiệp được tạo ra trong quá khứ, cho nên ngày nay chúng ta sinh ra trong đời này có nét mặt, hoàn cảnh, sự sống không ai giống ai, rồi tùy theo sở thích của mỗi người trong hiện tại mà tạo ra nghiệp mới. Còn quan niệm con người có số mệnh, số phận cố định trước sau như một, dù con người cố gắng thay đổi cũng không thể được. Nói như vậy là chúng ta đã phủ định khả năng trí tuệ của con người. Nếu con người sống có số mạng đã định, thì làm sao con người có thể thay đổi hoàn cảnh cho được, đành chịu bó tay và bất lực trước hoàn cảnh mà thôi. Nói như thế, xã hội loài người làm sao ngày một thăng tiến được? Ngược lại, đạo Phật có quan điểm về nghiệp là do mình tạo ra, thì chính mình có quyền thay đổi, chuyển hóa. Như khi chưa biết tu tập, ta có thể trộm cướp lừa gạt người khác bằng mọi mánh khóe thủ đoạn. Nay biết tu tập rồi, thấy đó là hành động không tốt, có hại cho mình và người, nên không làm. Trước do không hiểu nên ta làm ăn buôn bán gian lận về nghiệp báo lừa đảo. Nay biết về nghiệp báo nhân quả, ta làm ăn chân chánh chân thật để tạo nên nghiệp tốt lành, vân vân. Như vậy nghiệp là do sở thích của mình huân tập mà thành. Vì thế mình có quyền thay đổi, chứ không cam chịu đầu hàng số phận. Vì thế trong hiện tại ta cảm thọ khổ hay vui, lành hay dữ, ta có thể đoán biết nghiệp trước kia ta đã tạo nên. Người có ý chí thì sẽ thay đổi nghiệp xấu một cách dễ dàng. Còn người chấp nhận theo số phận sẽ vô tình làm mất khả năng sáng suốt của chính mình, để rồi mãi mãi sống trong đau khổ lầm mê. Nghiệp khác với số mệnh ở chỗ nghiệp có thể thay đổi được, còn số mệnh không thể. Nghiệp nói cho đầy đủ là nhân quả nghiệp báo. Nói đến nghiệp báo là nói đến nhân duyên, là nói đến sự chuyển biến linh động của nhân quả. Còn cho rằng số trời đã định, gieo nhân nào phải trả quả đó, thì không ai có thể tu hành được, và có tu hành được cũng chẳng lợi lạc gì cả. Trong Kinh A Hàm Phật dạy, người gây nhân xấu ác, trước hoặc sau họ biết tu thân, tu giới, tu tâm, tùy theo khả năng tu tập nhiều hay ít mà quả sẽ thay đổi. Nếu nói gây nhân nào phải chịu quả nấy, không thay đổi được, vậy có đúng với lời Phật dạy hay không? Nhân nào quả nấy thật không sai đối với những người buông trôi theo số phận, mặc tình buông thả theo dòng đời. Người yếu đuối, bạc nhược, thiếu ý chí sẽ chấp nhận cuộc đời như bèo dạt mây trôi. Nhưng như thế nào thì quả như thế ấy, nhân nào quả nấy, hay gieo gió gặt bão. Vấn đề nhân quả nghiệp báo, nếu chỉ nhìn thoáng qua, ai cũng biết rằng tạo nhân xấu ác thì sẽ gặp quả dữ, làm việc tốt lành thì sẽ hưởng quả thiện. Mới nghe qua ta thấy rất đơn giản, nhưng tiến trình của nhân quả rất đa dạng và phức tạp. Từ khi tạo nhân cho đến lúc thành quả, cần phải có thêm các yếu tố phụ của duyên thì quả mới thành tựu. Trong kinh có câu chuyện Phật dạy như sau: một gia chủ nọ có nuôi một đàn dê. Một hôm có người thường dân nghèo đến trộm dê, gia chủ bắt được đánh đập rồi đem ra quan quyền bỏ tù. Lần sau kẻ trộm dê là người của quan lớn, gia chủ bắt được chỉ tức tối bực bội la mắng vài câu rồi thôi, chứ không dám đối xử nặng nề như người thường dân trước. Lần khác gia chủ bắt được kẻ trộm dê là lính của nhà vua, gia chủ tức tối nhưng không dám nói lời nào cả, mà chỉ gian xin năn nỉ người ấy đừng đến bắt dê của mình. Trong ba trường hợp trên, chỉ người đi trộm là người thường dân bị khổ sở, không được như ý thì đổ thừa cho trời: trời hại tôi rồi, trời nào làm thế? Chỉ do mình tạo nghiệp xấu ác nên đến hồi đủ duyên mới chịu quả báo khổ sở, làm gì có ai trừng phạt ta bao giờ. Để làm sáng tỏ tiến trình diễn biến của nhân quả, chúng tôi xin dẫn một đoạn đối đáp
trong kinh A Hàm, có một vị Bà La Môn đến hỏi vị đệ tử của Phật: "Thưa Tôn giả, Sa Môn Cù Đàm dạy người tu 10 điều thiện lành, sau khi chết được sanh lên các cõi trời, người tạo 10 điều ác, sau khi chết bị đọa vào địa ngục, phải không?" Vị đệ tử Phật trả lời: "Vâng, đúng vậy, Thế Tôn chúng tôi đã dạy như thế. 10 điều thiện lành: không giết hại, không trực tiếp giết, không xúi bảo người giết, không hoan hỷ khi thấy người giết, để hay khởi lòng thương tưởng đến con người và muôn loài, không những không giết hại mà còn khởi tâm phóng sanh, giúp các loài vật thoát được cái chết trong gang tấc, không gian tham trộm cướp mà còn bố thí cúng dường, giúp đỡ chia sẻ, không tà dâm gian díu với người khác khi đã có vợ có chồng mà còn khuyên người vì lòng chung thủy và hạnh phúc lứa đôi, không làm hủy hoại hạnh phúc của người khác khi đau khổ cho người, không nói dối để lường gạt người mà hay nói lời sự thật chân lý, không nói lời đoạn sóc hai đầu làm gây mất đoàn kết hiểu lầm nhau, sinh ra ân oán thù hận mà hay nói lời an ủi sẻ chia trên tinh thần đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không nói lời mê hoặc để dụ dỗ người rồi lợi dụng để hại người, tự không nói lời ác độc mắng chửi nặng nề gây khổ đau cho người, lại hay nói lời hòa nhã vui vẻ tạo sự gắn bó gần gũi yêu thương nhau, bớt tham lam ích kỷ ti tiện, lại hay che chở bao dung độ lượng tha thứ, bớt nóng giận phẫn nộ để tạo sự thân thiện cho nhau, lại hay khởi tâm từ bi rộng lượng, thấy ai cũng là người thân thương nên dễ gần gũi và giúp đỡ lẫn nhau, bớt si mê bởi đây là nguyên nhân chính dẫn đến cội nguồn tội lỗi, do si mê chấp trước bám chiếu vào xác thân này nên thấy ta là trùm thiên hạ, ỷ tài kỵ sức làm tổn hại cho nhau. Từ đó thế giới này luôn xảy ra chiến tranh giết chóc tàn phá lẫn nhau. Đã đời xong nhưng vị đệ tử Phật vẫn áy náy không yên tâm, vì không biết lời giải đáp của mình có đúng không, nên vội vàng về gặp Đức Phật thưa hỏi: "Bạch Đức Thế Tôn, con trả lời khẳng định như thế có đúng không?" Đức Phật bảo: "Cũng đúng cũng sai. Ở đây chúng ta cần tìm hiểu xem đúng chỗ nào và sai chỗ nào. Phật pháp không nhất thiết phải cố định, mà tùy thời, tùy duyên, tùy theo hoàn cảnh mà linh động, uyển chuyển. Người tu hạnh thập thiện sau khi bạn chung được sanh về các cõi trời, đó là nhân nào quả nấy không sai. Ta gieo trồng được nhân tốt, tất nhiên ta được quả báo tốt, điều đó không ai có thể chối cãi, phủ nhận được. Nhưng nhân quả nghiệp báo rất đa dạng và phức tạp, không thể theo một chiều mà xác định được rõ ràng, chính xác. Người chấp nhận sống theo quan điểm có số phận đã an bài thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng đối với vấn đề nghiệp báo thì không phải là một tiến trình cố định, bởi vì nghiệp được hình thành từ thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần, từ thân, miệng, ý của chính mình, và cũng từ thân, miệng, ý của mình chúng ta có thể thay đổi nghiệp được. Khi xưa chưa biết tu, ý luôn khởi tâm tham, thân luôn làm điều sạc bậy, hại người, hại vật, chỉ biết lợi mình mà thôi. Nay biết tu rồi, ý luôn nghĩ những gì tốt đẹp và thánh thiện, không còn tham lam quá độ, khiến thân luôn làm những điều phước thiện, giúp người thương vật. Trước kia, miệng luôn nói lời ác độc, gây ra ân oán giang hồ, làm tổn thương đến người khác. Nay biết tu rồi, miệng luôn nói lời chân thật, thiện cảm, vui vẻ, hòa nhã, thương yêu. Người sống chấp nhận có số phận thì không thể thay đổi được hoàn cảnh, còn người sống theo quan niệm nghiệp báo thì tùy theo khả năng tu tập của mình mà nhân quả được thay đổi theo hướng tích cực, làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Vị đệ tử Phật sau khi nghe Thế Tôn nói như thế, bàng hoàng sửng sốt, giật mình hoảng sợ, liền hỏi Phật: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn từng dạy tu hành thập thiện, chết được sanh lên cõi trời để hưởng phước, còn người tạo 10 ác, sau khi chết bị đọa vào 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tại sao bây giờ Thế Tôn lại nói như vậy?" Đức Phật từ tốn phân tích cho vị đệ tử: "Tu thập thiện là nhân sanh lên cõi trời không sanh, nhưng gần tới giờ phút lâm chung, người đó gặp chuyện không được như ý, tâm nổi sân hận, tức tối, giận dữ, thế là tạo nghiệp bất thiện từ ý thức lúc gần chết,
thì người ấy không đủ phước sanh lên cõi trời. Ông khẳng định như thế, vô tình cho ta nói dối hay sao? Nếu người đó trong quá khứ tạo quá nhiều nghiệp xấu ác, nhưng hiện tại mới tu thiện một thời gian ngắn, nghiệp ác quá khứ quá nhiều, nên khi chết không được sanh lên cõi trời. Như vậy, ông vô tình hướng dẫn sai lời ta dạy, chẳng phải phỉ báng ta là gì? Ngược lại, người nghi tạo 10 điều ác là nhân dẫn đến đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng lúc gần chết, người ấy gặp được chánh pháp, biết thức tỉnh hồi đầu, nghiệp thiện từ tâm của họ quá mạnh, nên nghiệp ác không đủ sức dẫn họ vào chỗ xấu, thế là họ được tái sanh vào cõi lành. Trường hợp khác, người mới tạo nghiệp ác 5-3 năm, nhưng trong quá khứ họ đã tạo nghiệp lành quá lớn, nên nghiệp ác không đủ sức dẫn họ vào chỗ xấu, họ cũng được sanh vào cõi lành. Ông khẳng định người tạo 10 điều ác bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng đâu có đúng. Khẳng định như vậy chẳng phải phỉ báng lời dạy của ta là gì? Bởi người tạo 10 điều ác thì có tội, nhưng tội đó nặng hay nhẹ còn tùy theo tâm người ấy ác ý hay không ác ý khi họ làm các điều ác đó. Tóm lại, sau khi lâm chung được sanh lên cõi trời hay bị đọa lạc vào ba đường ác còn tùy thuộc vào tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp của người đó mạnh hay yếu đối với nghiệp ác hay lành. Do đó, trong đạo Phật không có gì là cố định cả. Nếu ai nói điều gì có tính cách khẳng định thì ta biết người này chưa hiểu thấu trăm giác lời Phật dạy. Những lời khẳng định trong đạo Phật chỉ mang tính chất trăm giác và kích lệ để người tu theo Phật không làm những điều xấu ác mà thôi. Người biết tu tập sẽ thấy nghiệp báo có thể thay đổi tùy theo năng lực tu tập của mỗi người. Hiểu thấu đáo giáo lý nhân quả nghiệp báo của đạo Phật, thực hành lời Phật dạy đúng chánh pháp, chúng ta có thể làm mới lại chính mình, thay đổi hoàn cảnh, không ủy thác cuộc sống cho số phận, cho ông trời, mà bằng sự nỗ lực tự thân chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an vui.